Là cái hả? Dù em chọn hết chiên sáng nay chọn hết chiên nửng chiên trứng kẹp với bánh mì đang nướng ở ở đu nó đu vực nô kim phóng của anh em mời nướng nướng bánh mì nè ông nhỏ một cái được rồi mẹ một cái mẹ ăn nướng nướng nó giòn cái nhỉ nó nhảy ra giòn trời ơi mấy cha con mua nước ngọt em dân đâu chưa em dân à phải em dắt thì á ui cái này sốt thứ hai của dắt rồi em dắt thì chắc bơ nè ông bà chú ơi nãy em dắt ăn hết miếng nè bây giờ ăn thêm miếng nữa rồi bây giờ chịu ăn rồi nè ông bà chú ơi ngon quá nè à, uống sữa nữa là ngon rồi rồi mâm đi em dắt thôi đi à. Ôi chị hai coi cái ngon cái ngon nhất chị hai ăn của người ta. Ôi ơi. Ê dắt mâm đi, dắt mâm đi. Dắt mâm đi con. Rồi kêu em cho anh lên để em cho anh ăn nữa chứ. Khung cảnh rất là yên tĩnh luôn cả nhà. Khung cảnh rất là yên tĩnh, yên bình luôn á. Bữa nay trời rất là đẹp. Bữa nay trời tới wow, cái táo nó mau lớn quá kìa cả nhà. Cái táo nó lớn ghê không? Nó mau lớn ghê không? Trái nó lớn vậy nè. Đó, nó trái nó lớn lớn vậy nè. Mau thấy sợ không? Hồi bữa nó nhỏ xíu à. Giờ nó nhanh thấy sợ luôn á. Bữa nay trời nắng rất là đẹp luôn cả nhà. Rất là yên tĩnh luôn. Ở chỗ nhà hó ở thì nó rất là yên tĩnh. Rồi rau cỏ gì hả nó biến thành nó eo ọt hết trơn. Sushi, mấy đứa con bữa trưa nay nó đòi ăn sushi. Giống tuổi. À, đưa canh ngông biển cho em cho em dắt đi. Em dắt nó khoái ăn canh ngông biển á. Ê mở ra cho em tao bà. Áp na nghiêm dắt. Giúp nè. Hả? Nó mà là khuya đó nè. Nghiêm dắt súp ba. Nó khuya đó. Nè nè. Dì là bố mẹ. Ngủ nghe. Nó muốn uống nước kìa, nó muốn uống nước. Nó muốn nước ngọt của em nhào nhìn nhìn. Ôi ôi mấy đứa mày uống nước ngọt cho nhiều vô nữa rồi ha. Sẵn lòng. Bắt ta đi nào. Nó bỏ cái này, nó bỏ salad. Salad hả? Uống salad trên giữa. Doan mở bảo chú ăn chưa? Trời ơi, chốt rồi đứa nào nó lấy ổng cho miệng rồi nó mở mồm chú ăn con nói không nghe luôn. Cái gì? Cho em uống đi. Đây. Đưa cái đũa cho mẹ. Dạ phi kiến hiền đi. Hola. Dạ mà. Nhón để ngồi đang ăn làm gì á? Ngon không? Em đưa cái canh cho mẹ, đưa cái canh ngông biển nha. Quý giá. Nè. Sushi này ha, mình chỉ có mình thích nhất là cái canh ngông biển của nó này cả nhà. Canh ngông biển của nó rất là ngon. Canh ngông biển nó nấu rất là vừa ăn rất là ngon. Mẹ cho nè. Good. Đổ của mẹ. Chừng nghe. Chừng đổ nghe. Uống coi chừng đổ nghe. Không chịu chừng như muốn nước ngọt. Chú có thôi ăn lắc sợ rồi. Phải rồi nè. Cho em uống miếng nước ngọt nữa đi, nó thèm kìa. Kìa chị hai đưa nè, chị hai đưa cho em này. Chị hai đưa cho em uống này. Con đưa. Con chịu yon nó đưa. Ừ. Yon mà nói đổ quậy uống hết. Không, em uống xíu thôi. Em uống đi. Uống không có uống nhiều nghe không? Uống nước ngọt hoài ta ơi.
nhấp nhi xíu thôi chứ em no rồi, sáng em ăn hai miếng bánh mì chứ uống đi sữa no rồi. Sao nãy giờ thấy Vân cứ đang xăng mà thấy chưa nét thì tôi thấy nó ăn vậy hả Vân? Ăn cái chừng ướt ngon không? Ôi chị hai chết dữ vậy, trời nó hồi chắc nó xong lên mũi chị hai. Mẹ ơi. Ơi. Nãy ăn hai cái này rồi. Ừ. Ngon ăn đi. Ăn đi, ăn miếng cá đỏ đi. Chấm nước tương vô. Con đây. Ôi ừ, vô chuột. Ôi chị hai quẹt miếng ơi, wasabi quá trời wasabi. Thấy chưa? Vẽ nói thế nào xong lên mũi mà. Xíu. Trời ơi nó. Hồi nó bóp đừng cho chị hai. Này uống nước ngọt hoài. Nghe con chuẩn bị đi chợ, cái đi chợ vòng vòng ngay người đó, ông bác với ông nội tới nè. Rồi xe ha, ba thì làm việc ở dưới rồi xong không ai tiếp ông nội với bác hết trơn, sao mình đi? Kêu dắt nó đi vô, nó không chịu đi vô nè, ông bảo chú ơi, nó mới ra tới cửa à. Chưa kịp đi nữa, bác ông nội tới, sao mà người ta chịu đi vô được. Hãy dắt. Coi làm gì. Giận quá, dậm chân. Thôi giận quá mà. Tôi mới ra cửa, chưa kịp đi nữa, kêu tôi đi vô, sao tôi chịu. Đi vô cho ông nội về, uống cà phê xong rồi ông nội đi về. Nha. Đi vô cho ông nội uống cà phê xong rồi ha, ông nội đi về cái mình mới đi chợ ok. Vô. Hả? Đi vô. Đi vô cho ông nội uống cà phê xong rồi ông nội đi về cái xong mình đi. Ông chịu đi vô, ông bảo chú hai mới vừa ra người ta chưa kịp đi nữa kêu ta đi vô sao đâu chịu đâu. Ta đâu có chịu đâu nè. Đi vô. Hey. Vân không. Vân. Tự nhiên ông nội vừa tới á, tự nhiên tính đi cái ông nội không dám vô ngồi luôn nè. Cũng vô cho ông nội uống cà phê. Em dắt á dụ cho kem mới chịu nín mới chịu đi vô nè ông bầu chú ơi, nếu không là không chịu đi vô đâu. Cà phê. Đó, cuối cùng cũng chịu vô rồi. Ông nội mới đi về. Thấy không? Ông nội đi về cái xong rồi mình bây giờ đi chợ mới được đi chợ nè ông bà cô chú ơi. Em dắt nó chờ nãy giờ mỏi mòn luôn. Bye bye. Đó, nãy giờ luôn á. Từ nãy giờ mấy tiếng đồng hồ tàu xong rồi ông bầu chú ơi, tôi tiệm tàu xong mua hai bao đó. Hai bao bây giờ vô tiệm tàu mua chừng một bịch hai bịch nhỏ xíu vậy thôi là cả ngàn đấy nha. Bây giờ đồ rất là mắc luôn á, cái gì cũng mắc á. Bây giờ chờ chồng đợi rước rồi xong rồi ha, mình đi Ica City coi có ba gọi gì không, mình đi lên xe. Ui nặng quá. Mở này bỏ đỏ vậy nè. Giác ơi nhìn mẹ nè Giác. Ngồi xe mà cái mặt đỏ vậy nè. Vô trên xe mở máy lạnh mà cái mặt đỏ cỡ đó đó. Nó nóng quá ông bộ chú ơi. Nó nóng nó mặt nó đỏ hết trơn rồi nè. Đi Ica City phát là đi cho đi vô chợ vòng vòng chút xíu nha. Đi về đẻ đẻ nó hồi chiều nay anh John đi lá banh nữa rồi. Ơi giời. Cô cái mặt kìa, hai cái má nó đỏ hồng hồng kìa. Xếp hàng quá trời xếp hàng. Em dắt ơi, em dắt mệt nè, em dắt nóng nè. Em dắt mồ hôi, mồ hám nè. Nó đi nó mệt rồi ba ẩm rồi. Này ba ẩm nè. Mày xếp hàng nè ông bộ chứ. Đông quá. Giữa tuần mà đông quá trời đông mà. Ra đây rất là mát mẻ luôn cả nhà. Ủa, trời nóng nực nè, mình có đi cà phê sữa đá nè ông bà cô chú ơi. Với lại hồi nãy đi tìm tàu mua đồ cái xong rồi tới thấy có khoai lang mua
ba củ khoai đang hấp mới vừa chín nè. Chị hai thì ăn nuôi. Em dắt cái tô của em đâu rồi? Cái chén của em, cái muỗng của em đâu rồi? Một chén đầy luôn, em ăn hết luôn rồi nè ông bầu chú ơi. Còn em cho anh với ba thì đi đá banh rồi cả nhà. Em cho anh tưởng đâu bữa, tưởng đâu nghỉ, ai ngờ đâu tuần này đá ngay thứ năm nữa rồi mới nghỉ ông bà cô chú ơi. Cho nên hai cha con đi rồi, còn mấy mẹ con mình ở nhà ăn no nê trước đi. Cà phê Nhật Kim Anh này cả nhà, cà phê sữa đá. Nói chứ hóa đau đầu quá mới uống một lần. Uống đá vô đã nó ưa bị đau cổ họng á cả nhà. Chừng nào ở đây nó nóng dữ lắm á, thèm thèm á, nó nóng dữ lắm rồi xong mình mới uống. Chứ không có thường xuyên uống cả nhà, thường xuyên uống là nó đau cổ họng dữ lắm. Sao ăn xong rồi dục cái muỗng đi đâu mất tiêu luôn rồi. Ơi, quay đi quay cũng hết ngày ông bầu chú ơi. Video nó sẽ quay tới đây thôi. Chị hai chào tạm biệt ông bầu chú đi con. Ôi ơi chị hai ăn bà chú cho con nhau nhắc kìa, bà chú này thì sẽ like cho con nhau nhắc kìa các bà chú. Hẹn ông bà cô chú vào đi sau. Bye bye ông bà cô chú, bye bye, dắt.